Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn cách lắp đặt van một chiều đối với các hệ thống nước nói chung và các hệ thống bơm hút. Hiện tại ở đây tôi có 3 loại van một chiều với các hệ thống nước thông thường, các cái cách lắp đặt van một chiều. Trước tiên ta phải kiểm tra công suất của bơm, đường kính ống, sau đó ta chọn loại van một chiều phù hợp với kích thước đường ống, lưu lượng bơm. Và cách lắp đặt ở đây, ở trên thân của van một chiều có hướng mũi tên để chỉ hướng đi của dòng nước, thì đương nhiên ta phải lắp van một chiều với đúng theo hướng của bơm. Ở đây van loại có nắp lát bê này thường là trước, lắp trước bơm, vì vậy hướng đi của mũi tên sẽ trùng với hướng đẩy của dòng nước. Và đây là loại van không dùng mặt bích. Cần chú ý là loại van này có thể lắp theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều ngang. Tuy nhiên, có những loại van một chiều chỉ lắp được một hướng. Ví dụ như đây là van một chiều, người ta thường gọi là chõ bơm hút. Loại này chỉ lắp được một chiều và lắp trước bơm hút để chống mất nước trong bơm, để khỏi bị bơm bị e. Và đây là loại van một chiều chuyên dụng, thường lắp trong các hệ thống nước với các cái bơm cao áp, bơm lên các tầng mái của các khu chung cư. Đặc điểm áp suất bơm lên rất cao, vì vậy người ta thường làm bằng các cái vật liệu chịu được cái sự va đập và chịu được lực nén rất là cao. Và cái thiết kế của van một chiều ở đây có tính chất đặc biệt hơn, là để chịu được cái búa nước phản hồi lực đẩy lại tác dụng rất là mạnh. Vì vậy có thiết kế đặc biệt hơn những van một chiều thông thường. Khi lắp đặt trong các hệ thống, người ta sẽ phải tính toán các cái thông số kỹ thuật, vị trí lắp đặt, áp suất để tính toán chọn chủng loại van, rồi cách lắp đặt làm sao để phát huy được hiệu quả của van một chiều bảo vệ động cơ và các hệ thống đường ống. Vừa rồi tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn cách lắp đặt van một chiều trong hệ thống nước của các tòa nhà.